Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một bài toán lập trình. Viết chương trình nhập số nguyên dương N, kiểm tra N có phải là số nguyên tố hay không. Với bất kể các bài toán lập trình nào thì mình thường có thói quen là đầu tiên mình sẽ đi phân tích đề bài, sau đó giải bài toán là để bước vào bắt đầu tiến hành lập trình. Ở đây bài toán này thì hôm nay mình sẽ sử dụng câu điều kiện if và vòng lặp for. Trước hết thì mình sẽ tìm hiểu số nguyên tố là gì. Số nguyên tố là một số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó. Ví dụ như là 2 này, 3, 5, 7, 11 là các số nguyên tố. Trong đó số 2 là số nguyên tố chẵn duy nhất. Với khái niệm và định nghĩa như thế thì bài toán này các bạn sẽ hình dung là mình đi phân tích bài, mình bước đầu tiên bây giờ mình sẽ là nhập vào số nguyên dương N. Khai báo số nguyên dương N và nhập vào số nguyên dương N. Trong dãy số ấy, 1 thì không phải là số nguyên tố. Thế nên lúc trong cái hàm xử lý ấy thì tớ sẽ kiểm tra nếu mà N nhỏ hơn 2 thì kết luận N không phải là số nguyên tố. Thế còn trường hợp ngược lại thì thế nào? Trường hợp ngược lại, giá trị N mà lớn hơn 2 ấy, thì tớ sẽ sử dụng vòng lặp lặp từ 2 cho tới căn bậc 2 của N. Nếu mà trong cái khoảng tồn tại này này, số mà N chia hết ấy, thì kết luận N không phải là số nguyên tố. Và ngược lại của nó chính là N là số nguyên tố. Với vòng lặp for, nếu mà bạn gặp số mà N chia hết ấy, thì mình sẽ break nó luôn, thoát khỏi vòng lặp. Mình sẽ sử dụng thêm ở đây, mình sẽ phân tích và lập trình chi tiết cụ thể như là cái nhánh eo của N lớn hơn 2 thì các bạn sẽ tạo một cái flag đi, coi như là cái đánh dấu để các bạn đánh dấu được là nếu mà gặp được N chết hết thì bạn sẽ đặt một cái cờ, đánh dấu bật cái cờ đấy lên để lát nữa mình chỉ check điều kiện của nó, cờ đó bằng 1 hay là cờ đó bằng 0 thì để đưa ra kết luận nó là số nguyên tố hay không. Ở đây sqrtn căn bậc 2 của N thì mình phải thêm cái thư viện của nó, include math.h thư viện toán. Có rất nhiều cách khác để bạn có thể lập trình ra được bài toán này. Nhưng làm gì thì làm thì mình vẫn phải bám sát vào cái định nghĩa số nguyên tố là gì. Ở đây tớ giải thích thêm là tại sao tớ dùng vòng lặp điểm dừng của tớ là căn bậc 2 của N. Vì theo lý thuyết ấy, thì một số không bao giờ chia hết cho số lớn hơn một nửa của nó. Thì ví dụ như là số 9 chẳng hạn, thì một nửa của nó 9 chia cho 2 sẽ là tầm rơi vào khoảng là 4. Như vậy thì tôi chỉ cần kiểm tra các số từ 2, 3, 4 mà thôi. Còn lại những số mà lớn hơn cái một nửa của nó ấy, lớn hơn số 4 ấy, 5, 6, 7, 8 thì chắc chắn chỉ sẽ không bao giờ chia hết.
tất cả các video thì tớ đều phân tích và viết rõ các hàm nhập, hàm xuất và hàm main một cách rất chi tiết từng binh. Thực ra là đây là do thói quen phong cách code của mỗi người. Và hàm main tớ chỉ việc gọi hàm nhập, hàm xử lý. Và lúc này tớ sẽ lưu lại và nhấn F5 để chạy chương trình. Nhập tất cả các giá trị mà các bạn muốn kiểm tra. Ở đây hiện tại đang báo lỗi. Tớ nhập từ viện thiếu. Đây, con số đen hiện thị ra và các bạn sẽ nhập số nguyên tố N. Đây, 1 không phải là số nguyên tố. Mười ba là số nguyên tố. Hôm nay mình xin tạm dừng ở đây. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Nếu thấy hay, hãy cho mình một like và đăng ký kênh mình nhé.